注意が。quá trời không đủ trên đường đi chạy quá lên camera quá trời trời ra cuối quay sau những cái được thôi chưa thấy bão không? Đây, rất vinh dự cho tôi nghe về cưới con đồng đội của trung đoàn 119 binh đoàn 678. Đồng chí Tam rất chu đáo cho hai đồng chiến sĩ ra đón tôi, đó là tuyệt vời. Nhưng mà vẫn nói chung vẫn xe của chúng tôi thực hiện rất tốt, khẩu trang đàng hoàng. Rất cảm ơn nhà xe. Đây các đồng chí xem đây, đây là đất mía của đồng quê đồng chí Tam. Bát thước đền Nư Thanh Hóa. Công tác tốt nhá. Cảm ơn. Cảm ơn cháu. Công tác tốt nhá. Em ở trong đâu anh ơi, về luôn. Để nó quạt đây là mấy bà nó quạt đấy. Đây là vinh dự tự hào đám cưới con đồng đội thuộc trung đoàn 119 binh đoàn 678. Tôi xếp cho tôi đứng ở đầu đường nữa anh được. Vinh dự quá. Quá đẹp chưa? Anh tắt được không? Ôi giời, cảm ơn. Thương yêu 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 thương
Hãy
miền quê hương anh hùng áo vải có bao ngàn đời màn ký không phai một miền đầu cước của chiến thắng thương lại đưa tan đêm tối chào bình minh Thank you.
mẹ, xin mời. Xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn chào đón cặp tình nhân đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, chú rể Văn Vinh và cô dâu Hồng Nhung, xin mời. Bước chân của hai nhân vật đăng quang, con trẻ Văn Vinh và Hồng Nhung, cặp đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay đã được chính thức hai bên gia đình bốn họ công nhận là con của hai bên gia đình. Qua khoảnh khắc trong đôi này, hai em sẽ đồng hành trở về với khu vực sân khấu bản tiệc xanh dự để đến với phút giây chúng ta sẽ đến với những phần nghi lễ, nghi thức trang trọng ấm nồng đủ đầy hôm nay. Xin mời. Thức Thanh Hóa xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, bà con khu phố, bạn bè của hai bên gia đình, bạn bè đồng nghiệp cơ quan của chú rể và cô dâu đã chính thức có mặt tại khán phòng trung tâm tư gia của gia đình nhà trai để cùng đến với niềm vui hoan lì trong sự kiện trọng đại lễ thành hôn của con trẻ Văn Vinh sẽ cùng với cô dâu Hồng Nhung. Chương trình sự kiện trọng đại đã và đang được tổ chức diễn ra một cách nồng ấm, long trọng, cởi mở cho buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và lời nói đầu tiên cho phép chúng tôi những người làm chương trình xin phép được thay lời cho tư gia gia đình nhà trai cũng như thay lời cho tân chú rể Văn Vinh xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và có lẽ ngay bây giờ để đáp lại tình cảm của toàn thể quý vị gửi những lời cảm ơn thì bây giờ anh sẽ đếm từ 1 đến 3, Văn Vinh và 2 và 3, hãy cúi đầu thật sâu đi ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đi ạ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Thưa toàn thể các ông, các bà, các cô, các chú, khanh, các chị, bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan, bà con, khu phố thân mến, trải qua tất cả những sóng gió trong tình yêu, trải qua quãng thời gian tìm hiểu, yêu đương kỹ lưỡng, con trẻ Văn Vinh và Hồng Nhung đã cùng gặp nhau. Đặc biệt trải qua những nấc thang quan trọng, đó là những phần nghi thức nghi lễ đã được diễn ra một cách nồng ấm, trang trọng, cởi mở tại khán phòng trung tâm tư gia gia đình nhà gái ông Nguyễn Đình Năm, bà Bùi Thị Soạn tại địa chỉ Trung Thủy, Lương Trung, Bá Thước, Thanh Hóa. Đó chính là sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài và vô quy. Và ngày hôm nay, sự kiện lễ thành hôn sẽ là khoảnh khắc, là thời gian để rồi gia đình nhà trai sẽ được bày tỏ tấm lòng thật chỉ mến khách và ngọc tới toàn thể quý vị, đặc biệt là những vị khách đến từ gia đình nhà gái. Thật với quý vị, và có lẽ để ngay giây phút này không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải chờ đợi, cho phép chúng tôi xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện song tú trở về từ Bá Thước, Thanh Hóa, thay lời cho đệ tộc hai bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái và con trẻ, chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố sự kiện lễ thành hôn của con trẻ Văn Vinh và Hồng Nhung cũng là câu chuyện trong ngày hạnh phúc lứa đôi, xin chính thức được bắt đầu. Sau một tràng vỗ tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị nhé. Và nhiều xúc cảm khác nhau, thế nhưng nó đều có một điểm chung, đó là khi bước vào yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa chung một nhịp đập thì tất cả các cặp uyên ương họ đều muốn gắn kết với nhau bằng việc xây dựng tổ ấm gia đình. Ngày hôm nay những nụ hoa đã nở, nụ cười thì đã rạng rỡ ở trên môi, chỉ cần chờ ý thầy mẹ thôi, chồng cao anh sắm xe hoa, anh chính thức đưa nàng về dinh rồi. Trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay, trân trọng trao cho nhau kỷ vật hẹn ước, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Xin được trân trọng kính mời hai em. Thưa quý vị thân mến, hôn nhân đôi vòng nhẫn cưới đó là một vòng tròn đồng tâm, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Nó muốn minh chứng lên rằng kể từ giờ phút này và mãi tận ngàn sau, Văn Vinh Hồng Nhung chính thức đền duyên nghĩa vợ tình chồng. Hôn nhân thân mến, có lẽ bây giờ sẽ đến với gia đình chúng tôi đã được quy tụ đầy đủ về tài khán phòng trung tâm thương gia của gia đình chúng tôi. Thưa với quý vị, và có lẽ trước khi sẽ đến với những phần nghi lễ nghi thức tiếp theo, chúng tôi không quên xin được trân trọng cảm ơn tới trung tâm tổ chức sự kiện song tú trở về từ Điền Lưu, Bá Thước, Thanh Hóa đã tạo dựng cho gia đình nhà trai chúng tôi một không gian tiệc cưới đẹp như trong mây, một không gian đám cưới đẹp như trong mơ. Thưa với quý vị, và bây giờ sẽ là khoảnh khắc chúng đôi, xin mời hát giống lứa đôi về mai sau. Xin mời tân chú rể, em sẽ hướng nắp chai về phía dưới sắc thật mạnh, sau đấy em sẽ mở khóa và dùng hết sức lực chàng trai trẻ của mình để khui nắp cho anh đầu tiên đi ạ. Xin mời quý vị thân mến, theo như Thu Trang đã truyền tải tới toàn thể quý vị ý nghĩa của nghi thức rót rượu champagne ngày hôm nay,
Rượu và đá khói ngày hôm nay được biểu trưng cho một nghi thức quan trọng được hòa quyện giữa đất và trời, thưa với quý vị, giữa âm và dương. Và những giọt rượu đào đó màu đỏ đã được hòa quyện với màu trắng tinh khiết của làn đá khói. Nhìn thấy quý vị trở về với một cảnh tượng thật đẹp lãng mạn, một đám cưới đẹp như trong mây, một đám cưới đẹp như trong mơ, thưa với quý vị. Hàng trăm hàng ngàn con sông, con suối nhỏ đang ngày đêm miệt mài trở về dòng đại dương mênh mông. Chúng ta hãy cùng dõi theo với những phần nghi thức, nghi lễ trang trọng này. Kính thưa quý vị thân mến, tiếp tục với trai trong banh thứ hai, xin mời chú rể sẽ tiếp tục và không quên rót đầy vào hai ly rượu do mười hạnh phúc trong ngày trọng đầy hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tân chú rể ạ. No one's gonna find us. We'll lead the world. Quý vị thân mến, không gian tiệc cưới lộng lẫy trang hoàng, bên cạnh đó con người chúng ta đã rất là gần gũi, thể hiện sự đông đủ của toàn thể quý vị tại những bàn tiệc. Và đặc biệt hơn nữa, thời tiết đã ủng hộ cho sự kiện đại lễ ngày hôm nay, thiên thời địa lợi và nhân hòa. Thưa với quý vị, chúng ta đã được trở về với những ngày thu của mùa hè, đúng không ạ? Thật là tuyệt vời. Xin được cảm ơn thiên thời đã tạo dựng cho chúng con những quãng thời gian, những không gian thật đẹp, lộng lẫy, ý nghĩa. Quý vị thân mến, thật đúng là rượu nồng kết nghĩa phu thê, tình trao duyên tắm em về với anh, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy, sắc màu tình yêu. Và cô dâu của chúng tôi nói với chú rể rằng, anh như một chén rượu đào, em chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Còn chú rể nói với cô dâu rằng, em như một chén rượu cay, anh xin cạn hết để say suốt đời. Xin mời hai em sẽ cùng nâng hai ly rượu do mùa hạnh phúc trở về chính giữa sân khấu đi ạ. Xin mời. Quý vị thân mến, ly rượu giao môi ngày hôm nay người ta còn gọi đó chính là ly rượu vợ, ly rượu chồng. Vợ chồng thì nghĩa nàng tình sâu, thương nhau cho đến bạc đầu, mai vẫn còn thương. Và bây giờ sẽ là giây phút hai em chúng ta sẽ lồng tay vào nhau đi ạ. Uống cạn ly rượu giao môi trong ngày cưới trước sự chứng kiến có mặt và cho phép của các bậc cao niên của toàn thể quý vị. 1, 2 và 3. Xin mời một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và một tràng vỗ tay thật nhẹ nữa dành cho chú rể, đúng không ạ? Bởi lẽ chúng tôi đã tham dự rất là nhiều chương trình rồi, nhưng đây có lẽ là chú rể đầu tiên uống cạn ly rượu giao môi này đấy ạ. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ trở sang bên tay phải để đến với những sự kiện này. Xin mời. Quý vị thân mến, ba tầng bánh biểu tượng cho ba cung bậc cảm xúc khác nhau. Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình. Chữ trung thì anh để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Xin mời hai em sẽ cùng cắt ra lá cắt đầu tiên ở dưới cùng đi ạ. Đã và đang có được tầng bánh thứ hai sẽ là những bước tiến mới, những nấc thang mới trên con đường đời đôi con trẻ sẽ phải trải qua. Và tầng bánh cao nhất ở trên cùng là một tương lai tươi sáng ra ngời. Ở nơi đó sẽ có ngôi nhà và tiếng cười của những đứa con thơ. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chúc cho cô dâu và chú rể sẽ mãi mãi hạnh phúc viên mãn, sống bên nhau đến bạc đầu răng long. Và chúng tôi xin được chồng tuyên bố tất cả những phần nghi lễ nghi thức trang trọng của cô dâu và chú rể Văn Vinh Ngọc Nhung ngày hôm nay đã được diễn ra một cách thành công, tốt đẹp và trọn vẹn. Một tràng và một tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng nha. Và xin mời hai em chúng ta sẽ trở về với bàn tiệc danh dự, vị trí đăng quang của mình để đến với những phần cho tấm lòng thiệt kỳ mến khách. Gia đình nhà trai Bảo Hoàng Thị Nguyệt, gia đình Tư Gia chú Tam Quyền đã cùng mời về đây phần tham gia biểu diễn tiếng hát của các nghệ sĩ, những giai điệu ngọt ngào của âm nhạc. Chúng ta hãy trở về với những cái nôi của người Việt cổ thông qua làn điệu.
đem ra 10 người. Toàn thể quý vị đại biểu, khách quý đã và đang có mặt tại khán phòng này đã nhận được những ngày hôm nay để tộc hai bên gia đình nhà trai. Thưa quý vị, lắng lại bằng những giai điệu âm nhạc, những tình cảm của gia đình hôm nay. Bây giờ, chị trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng tiếp tục mời trầu, mời trà, mời bánh kẹo ngọt, hướng phần quan tâm của mình trở về với sân khấu một lần nữa để rồi trân trọng hết sức nghĩa để tạo vốn và sự khởi đầu năm may mắn ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, mẹ thầy, món quà đầu tiên ban tổ chức xin được vinh danh tại sân khấu này xin được trân trọng kính mời mẹ thân sinh ra tân chú rể sẽ trở về trung tâm sân khấu gửi trao cho hai con những món để với sân khấu trang trọng này để chúc mừng và trao gửi cho hai con những tình cảm thật trọn vẹn và ý nghĩa. Ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời cũng chẳng ai khổ bằng cha. Nước biển bao la không sông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín bóng cha. Tất cả sống hô mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm lòng mẹ che chở cho con. Ai còn mẹ xin nghe không? Quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày chung đôi trọng đại của hai con. Mẹ cũng có một phần quà về đây gửi trao cho hai con. Chúc đang lên đồng hành với chúng tôi để nói về những điều thật ý nghĩa và ngọt ngào nhất của ba mẹ, của chú dì. Thưa với quý vị, phần quà tiếp theo đồng hành cùng với mẹ và chú, chúng tôi xin được chào đón tới sự hiện diện của dì ạ. Vị thân mến, món quà tiếp theo của dì Quyền Tâm. Dì Nga, ban tổ chức trân trọng kính mời món quà của cậu quý dì Nhung và dì Viết cũng chuẩn bị phần quà. Vâng, những phần quà tuyệt vời. Đại gia đình chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng trong tay. Vì vậy khi chúng tôi vinh với sân khấu để chương trình ngày hôm nay sẽ được diễn ra một cách của hai anh, đó chính là anh dì thì quý như thể tay, quý vị. Bởi vì anh chị em trong một gia đình thì rách đèn đục bọc, giữ hay đá đần. Không, anh chị đã trở về và chúc mừng cho em những món quà hết sức ý nghĩa. Và phần quà tiếp theo xin được và em Kiên xin mời để gửi trao cho đôi con trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào cảm ơn gia đình em Tám Hằng, gia đình. Xin được trân trọng kính mời vợ chồng em Cường Nhi và em Duyên cũng có những phần quà tuyệt vời nhất để gửi trao cho chú rể và cô dâu ạ. Quý vị đã lựa chọn một cách chung nhất, đó là bớt chút thời gian và Ngọc trở về để chúc mừng chung vui. Và toàn thể những người thân yêu cũng đã lựa ngày hôm nay đã vượt ngưỡng 60 đấy ạ. Từ trước đến giờ, đó là một niềm vui được nhân lên cho cô dâu và chú rể. Từ vậy, đó chính là từ 1 nhân thành 4 lời. Cũng trở về trung tâm sân khấu với những phần quà tuyệt vời nhất gửi trao cho chú rể và cô dâu. Quý vị thân mến, đang hiện diện về trung tâm sân khấu đó là món quà của em Duyên. Và phần quà tiếp theo là một người bạn của tân cô dâu. Xin mời chị. Gia đình em Cường Nhi đã trở về sân khấu chưa? Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn thân mến tham gia danh sách mà quý vị đăng ký với chúng tôi thì đã hết. Vì vậy sân khấu để đến với những giai điệu hết sức ý nghĩa ngọt ngào của âm nhạc. Quý vị thân mến, và có lẽ trong khi chờ đợi quãng thời gian của toàn thể quý vị sẽ chờ đợi trở về với sân khấu để chúc mừng bằng những món quà âm nhạc. Đến để tiếp theo với câu chuyện tình yêu hạnh phúc. Oh,
nhiều tới tiếng hát. Phần tham gia biểu diễn trở lại của nữ nghệ sĩ khách mời Thu Trang đã trao gửi cho quý vị những điều thật ý nghĩa và ngọt ngào nhất. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con và bạn bè thân mến, hôm nay là ngày sum họp chúc mai, tình chỉ trong một khắc nhưng nghĩa lại dài trăm năm. Hôm nay tứ hải sao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Cuộc vui còn muốn kéo dài nhưng do thời lượng thời gian không có nhiều. Đặc biệt ngày hôm nay, gia đình nhà trai mong muốn sẽ được thể hiện hết mình với những tình cảm của gia đình nhà trai đặc biệt, đó là con trẻ Văn Vinh và cô dâu Hồng Nhung. Chúng tôi đã cùng chuẩn bị sẵn sàng những mâm tiệc mặn để rồi. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý của hai bên gia đình, đặc biệt đó là những vị khách trở về từ gia đình nhà gái cô dâu Hồng Nhung. Chúng ta sẽ cùng vui lòng di chuyển vào bên trong tại những bàn tiệc để đến với giây phút gia đình chúng tôi sẽ được bày tỏ tấm lòng tới chính mến khách bằng những ly rượu nồng nàn. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc chung đôi một lần nữa, xin mời hai em chúng ta sẽ cùng cúi đầu thật sâu để gửi những lời cảm ơn tới toàn thể mọi người. 1, 2 và 3, xin mời một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Một lần nữa xin được thay lời cho đại tổng tư gia của gia đình nhà trai, chúng ta không quên xin được trân trọng cảm ơn tới trung tâm tổ chức sự kiện song tú trở về từ Diễn Lư, Hóa Thức Thanh Hóa đã tạo dựng cho chúng tôi một không gian, một đám cưới đẹp như trong mây, một đám cưới đẹp như trong mơ với một vật âm thanh hiện đại. Thưa quý vị, và xin được thay lời cho đại tổng tư gia của gia đình nhà trai trân trọng cảm ơn sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý và con cô phố và bạn bè đã trở về, và chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay đã được diễn ra một cách long trọng, thành công, trọn vẹn và tốt đẹp. Một lần nữa xin được thay lời cho đại tổng gia đình gửi lời trân trọng cảm ơn, và chúng tôi xin phép được bế mạc chương trình sự kiện lễ của con trẻ. Xin được trân trọng cảm ơn, xin kính chào và tạm biệt. Đây là rất vinh dự là chúc trung đoàn 119. Đây là sếp là đang ở bên kia biên giới. Xin mời đội trưởng, chúc đội trưởng lên chức. Và chào đội trưởng. Bà lấy cho cái cảnh này cái. Lấy rồi. Quay cảnh rồi nha. Các cháu lên người không lớn nhất.
xin chào họ nhà gái nhá. Niềm tự hào của trung đoàn 119. Đây hôm nay là bao nhiêu cựu chiến binh là có mặt đám cưới con nhà đồng chí ta. Đấy, thế còn tất cả cái chương trình này chúng tôi sẽ gửi trên Tubi nhá. Các đồng chí cứ an tâm là có hết. Rồi, xin chào. Các bác thủ trưởng, cái chương trình này sẽ về cho trung đoàn 119 xem. Chào sếp. Thơm nhau đi. Chưa bật máy. Hôm nay đang quay nhá. Một. Đứng xa ra khổ quá. Không, đang quay video thôi. Cảm ơn ông. Anh nhân ơi,